Thấy tôi nói giọng miền Nam, chủ quán hét tiền bắt phở lên gấp đôi. Sau bài viết 8 triệu đồng trên một bữa ăn, khách hàng bàn hoàng. Ở nhà hàng sang trọng giữa Hà Nội, nhiều độc giả cũng đã mở lòng chia sẻ những lần họ phải choáng váng vì hóa đơn của các quán hàng. chủ đề giá cả của các bữa ăn dịch vụ đang làm nóng các diễn đàn của mạng xã hội. Không ít độc giả bức xúc khi họ đã phải chi trả một số tiền không hợp lý để đổi lấy một món ăn bữa ăn quá bình thường. Trên diễn đàn của một tờ báo, độc giả Tô Thanh kể, có lần đi công tác ra Hà Nội, tôi đi bộ đến một quán phở gần chợ Ngọc Hà, thấy giá niêm yết 30.000 đồng trên một tô. Vào quán tôi gọi tô phở tái, vì quán lúc đó đông khách, nên tôi ngồi vào một bàn đã có hai người đang ngồi ăn. Khi hai người kia ăn xong gọi tính tiền, thì được phục vụ bảo, hai tô 60.000 đồng. Nhưng đến lượt tôi gọi tính tiền, thì bà chủ quán nói là 50.000 đồng, Tôi thắc mắc hỏi bản giá chỉ 30.000 đồng trên một tô và hai người cùng bàn với tôi cũng trả 30.000 đồng sau tính tô của tôi đến 50.000 đồng. Thấy tôi và một vài người khách có vẻ bất ngờ thì bà chủ quán nói tại vì thấy bác là người miền Nam nên tôi làm tô có nhiều thịt. Tương tự một độc giả khác cũng là người Sài Gòn ra Hà Nội công tác ở khách sạn khu phố cổ và cũng bị chặt chém. Người này viết Tôi đi ăn vở quán cốc, ngày đầu tôi không nói mà chỉ tay vào thịt nạm, Thế là họ bán tôi một tô phở nạm. Khi tính tiền tôi cũng không nói mà đưa họ tờ 200 ngàn, họ trả lại 170 ngàn, như vậy là 30 ngàn đồng trên một tô. Hôm sau cũng tại quán phở đó, nhưng có bạn đi theo tôi không thể không nói, thế là khi tính tiền mất 230 ngàn đồng trên hai tô. Biết vậy tôi giả câm luôn cho rồi. Người miền Nam đi ăn hàng quán ở Hà Nội bị chém đẹp không còn là chuyện quá xa lạ. Bạn Phạm Đồng cũng chia sẻ câu chuyện của mình anh cho biết thỉnh thoảng có ra công tác hà nội anh đành phải để bạn gái mời dù trong túi còn tiền vì sợ nói giọng miền nam sẽ bị chặt chém không thương tiếc anh hài hước cho biết thêm giờ học thêm kinh nghiệm truyền khẩu nữa là hô thanh toán chứ không kêu tính tiền không chỉ nghe giọng nói tính tiền mà nhiều chủ quán hàng còn nhìn xe quần áo khách để ra giá độc giả cường lý chia sẻ anh có người bạn ở tỉnh xa về hà nội đi công việc anh rủ bạn đi ăn sáng tại một quán phở gần cầu giấy và đi bằng xe ô tô của anh bạn. Khi đổ xe trước quán, anh thấy người của chủ quán nhìn xe có vẻ rất kỹ. Sau khi ăn xong ra thanh toán tiền, anh dịch mình vì giá bát phở cao gấp đôi so với ngày thường. Bực mình, anh nói với chủ quán, tôi là người ở gần đây và đang làm công tác quản lý ở địa bàn này. Lập tức thái độ và giá cả cuốn khác hẳn. Chủ quán còn thanh minh, em thấy bác đi xe biển số nên cứ tưởng là bữa ăn 32 triệu vào nhà hàng mới biết mặt đau phủ. Từ nhà hàng bình dân đến các quán ăn sang trọng đều xuất hiện những hóa đơn đã khiến khách phải giật mình. Anh Hồ Hải Anh một lần vào quán karaoke với anh bạn, được cho là hàng đại gia cũng có một kỷ niệm khó quên về hóa đơn. Anh viết, bọn mình uống hết 6 lon bia con hổ, một dĩa trái cây trong 2 tiếng đồng hồ không hát hò gì hết. Ngoài ra, có hai em phục vụ ngồi chơi để hai ông nói chuyện. Lúc mình và bạn ra tính tiền hết 4,5 triệu, bo mỗi em một triệu nữa tổng cộng là hết 6,5 triệu trong 2 tiếng. Chắc là không có ở đâu trên thế giới mắc đắt hơn nữa. Một bàn đọc khác ở email mạnh nga com cũng chia sẻ Tôi cũng bị nhà hàng đường láng hạ chém đẹp với hóa đơn 32 triệu. Chúng tôi đi 7 người dùng 7 bát súp, hai đĩa rau, một chai chivat 18 0,75 lít, 7 cái gàng cua và bánh mì, sau khi thanh toán hóa đơn trên, bạn đọc này không quên ca thản vào nhà hàng mới biết mặt đau phủ. Ngoài việc hỏi tiền kỹ, tìm hiểu trước khi đến nhà hàng, các thực đế còn rút kinh nghiệm nên dò kỹ hóa đơn trước khi trả tiền, bởi khi tiền đã trao rồi thì rất khó lấy lại. Chị Ngọc Mai sinh năm 1978 kể, có lần gia đình chị đi du lịch ở Nha Trang, chị đi ăn với người nhà, ba người nhân hóa đơn lên đến 2 triệu đồng. Chị đã thắc mắc, soi kỹ hóa đơn, phát hiện em nhân viên ghi bẫy cân ngao trong khi người nhà chỉ gọi bảy lạng. Sau vụ việc này chị rút ra bài học, giờ đi ăn tập thể phải đếm lại chai lọ, khăn giấy, đồ ăn trước mới kêu tính tiền. Lúc nhận hóa đơn phải 4 đến 5 người kiểm tra thay ổn thì mới đưa tiền. Trước những hóa đơn giật mình, nhiều bạn đọc cho biết họ cũng đã phản ứng. Anh Nguyễn Trung Hiếu, một bạn đọc chia sẻ, anh từng gọi cho bên lực lượng chức năng phường để giải quyết Sau khi bị nhà hàng chém đẹp Anh ngồi chờ gần nửa ngày để phường xuống Và thêm nửa ngày làm bản tường trình Từ những lần rắc rối như vậy Anh kết luận Thôi bấm bụng móc bóp trả cho rồi còn đi Lần sau không đến nữa Chứ tôi nhờ bên cơ quan xuống thì mất luôn một ngày lương Chưa kể còn bị công ty cắt thưởng tháng Vì đi làm không chuyên cần Thủ tục hành chính còn rơm ra Thì tình trạng chặt chém còn dài dài Không giải quyết được Bên cạnh đó, người ta bị phạt 200.000 đến 500.000 đồng, chưa bằng 1 phần 2 tiền thưởng chuyên cần của mình bị công ty cắt. Các hình thức xử phạt trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. A. Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm không gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm lần đầu. B. Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá là 150 triệu đồng, trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, hóa đơn là 50 triệu đồng. C, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. D, tước thẻ thẩm định viên về giá, đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, đình chỉ hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá, đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử, đình chỉ in hóa đơn. D buộc nộp vào quỹ bình ổn giá số tiền do sử dụng không đúng quy định bình ổn giá, nộp ngân sách nhà nước số tiền có được do hành vi vi phạm, trả lại khách hàng số tiền trên lệch do bán cao hơn mức giá quy định và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra, dừng thực hiện mức giá bán hàng hóa, dịch vụ tổ chức cá nhân quy định theo Nghị định số 109 năm 2013 NDCB Ngày 24 tháng 9 năm 2013 của chính phủ